Như vậy tại sao mà trong cái slide 2 này thầy nói là quan trọng? Bởi vì nó có một số cái liên quan đến vấn đề là kiểu dữ liệu. Mà kiểu dữ liệu thì mình đã dùng từ C rồi. Thì vấn đề của các bạn là gì? Làm sao để xác định được mình dùng nó? Các bạn có xác định được không? Tại sao dùng in, tại sao dùng plot, tại sao dùng double, tại sao dùng character? Mình biết nguyên nhân không? Tại sao mình khai báo cái biến đó với cái tên đó, và tại sao mình dùng kiểu dữ liệu đó? Hay là mình nhìn thấy người ta khai báo mình khai báo theo? Lý do nào nè? Bạn nào mình dạng cho thầy một lý do mình biết được là tại sao mình dùng kiểu dữ liệu đó không? Dựa vào cái gì để mình xác định là mình dùng in hay là double? In hay plot? Dựa vào cái gì? À, dựa vào nhu cầu. Ví dụ, mình lưu gì? Lưu số thứ tự. Thì mình chọn kiểu gì ta? Kiểu in. Vậy thì trong kiểu dữ liệu của mình, kiểu in có những kiểu nào? In tức là nguyên. Vậy trong những kiểu dữ liệu mà các bạn nhìn thấy ở trên bảng đây, thì kiểu nào là kiểu nguyên? Những kiểu nào là kiểu nguyên nào? Một, từ đầu trở xuống. Một, bài là kiểu nguyên. Nguyên này có âm, có dương, nó có tăng, tức là một bài. Kiểu tiếp theo, short, là hai bài, có âm, có dương. Cái kiểu bài này, nó được từ mấy đến mấy? Từ 2 mũ âm 7, à, trừ 2 mũ 7 là trừ mấy? 2 mũ 7 là mấy? Một, hai, tám. Cho đến mấy đây? Một, hai, bảy. Như vậy nếu như bạn quản trị những con số nào mà nó nằm trong khoảng từ trừ 128 cho đến 127 thì mình xài kiểu bài. Đó. Nếu như mình cần nhu cầu như vậy, giả sử mình sử dụng để quản lý từ cho lớp học thì nó nằm trong khoảng là 127 sinh viên, được không? Chắc không? Có khi nào bị lỗi không? Khi nào quá 127? Vậy thầy hỏi lại, dùng kiểu by cho số thứ tự đối với phần quản trị sinh viên được không? Không. Không có 50. Nếu như các bạn viết một cái ứng dụng để quản trị sinh viên mà các bạn khai báo là danh sách sinh viên, số thứ tự là by, là bị lỗi. Bởi vì bây giờ hàng trăm lớp, hàng ngàn lớp chỉ có 30 sinh viên. Nhưng mà chỉ cần có một lớp trên 127 sinh viên là lỗi. Chắc chắn lỗi. Và phần mềm của các bạn, người ta chỉ cần biết phần mềm các bạn lỗi, người ta không biết cái chuyện còn lại. Hiểu được vấn đề là khi nào mình chọn by, khi nào mình chọn in chưa? Đó. Thì mình phải biết là tại sao mình chọn by, mà tại sao mình chọn in. Chứ không phải là vô tình, không phải là ngẫu nhiên. Mà mình phải cố tình chọn nó. Bởi vì nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình. Ví dụ quản lý điểm. Bạn chọn gì? Ok. Chọn in được không? Chọn buy được không? Được không nào? Nếu như vấn đề của chúng ta, mình quản lý điểm, thì nó có thể có những trường hợp nào nè, mình phải khi
các bạn phải phân tích hết. Nếu điểm theo chuẩn của Việt Nam mình thì đến mấy là hết? 10. Nhưng mà nếu mà các bảng điểm của nước ngoài thì thường đến mấy? 100. Mà chắc rằng 100 không? Tôi ít mấy? Tôi ít lớn nhất là mấy? 1000. Như vậy thì 100 đâu có xài được. Cho nên điểm tối đa có thể lên đến 1000. Vậy giả sử đi, mình lấy điểm chẵn không thì kiểu bài là không được rồi. Có thể đến kiểu short là 2 mũ 15. Ví dụ như vậy. Nếu như bạn xài điểm dạng in, dạng nguyên. Nhưng mà điểm của chúng ta có dạng nguyên không? Có không? Có. Nhưng điểm của chúng ta là double hoặc số thực chứ không có nguyên. Bởi vì nó đã có phần số thực thì nó là số thực. 7 điểm thực ra là 7.0 chứ không phải 7. Nó không phải số nguyên nhé. 7 điểm chẳng qua là 7.0 phần phía sau của các bạn không có thập phân thôi. Chứ nó là 7.0. Điểm của các bạn là 7.0. Bởi vì hệ quy chiếu mà chúng ta đang tính điểm đối với là điểm của Việt Nam mình là điểm có lẻ. Còn điểm mà không có lẻ là do người ta cố tình để làm tròn cho nó dễ nhìn, dễ thấy, dễ hiểu, dễ hơn. Nhưng cái điểm trung bình cuối cùng của các bạn vẫn có lẻ. Chẳng qua là trong lúc các bạn cho điểm của từng môn học, các bạn không muốn cho lẻ thôi. Nhưng mà điểm trung bình học kỳ làm sao mà lấy chẵn được? Lý do là 7.9 và một bạn có học bổng, một bạn không có học bổng, khác nhau hoàn toàn. Làm sao mà làm tròn được? Được không? Bởi vì 7.9 là 8. Mà 7.9 là không học bổng nha. 7.99 cũng không nha, tùy theo. Nếu mà chúng ta muốn cụ thể hơn thì 7.99 vẫn không có học bổng bởi vì không làm tròn. Vẫn nhỏ hơn 8. Đấy. Như vậy điểm thì chắc chắn các bạn phải dùng kiểu số thực, không dùng nguyên. Cho dù môn học không cho điểm lẻ nhưng điểm trung bình vẫn có lẻ thì chúng ta phải dùng điểm là kiểu thực. Được chưa? Còn nếu như mà các bạn khai báo in, các bạn làm với những bài tập của bạn không sai, nhưng mà sau này các bạn lập trình thì các bạn phải xác định ngay từ cái bài học này các bạn mình có kiểu dữ liệu và khi nào mình dùng kiểu đó. Được không? Rồi. Như vậy mình có kiểu by, kiểu short, kiểu in, kiểu long là những kiểu thuộc về kiểu số nguyên. Và với kích thước của nó là 8, 16, 32, 64 bit. Vậy 32 bit, 2 mũ 31 trừ 1 theo các bạn lớn hay nhỏ? Hả? 2 mũ 31 trừ 1 theo các bạn bằng mấy? Đó, đo không? 2 tỷ 1. To không? Lớn không? Rồi, vấn đề chỗ này nữa nha. Nhớ, để qua đến những môn khác chúng ta áp dụng luôn. Như vậy thì các bạn thấy là đối với YouTube, các bạn xem những video. Vậy cái view, lượt view á, mà các bạn nhìn thấy nhiều nhất là khoảng bao nhiêu view? Hả? Mấy? Mấy? 8 tỷ. 8 tỷ lượt xem. À, lên 10 tỷ rồi. Và các bạn thấy là trong cái môn kiểm thử á, thì người ta lấy một cái ví dụ là trước đây là YouTube đã gặp cái lỗi này rồi. Lỗi gì? Tức là lúc đầu các kỹ sư mà viết lên phần mềm của YouTube, người ta để cái số lượt view là một con số 43. 43 là 32 bit. Thì khi mà cái video
nó lên con số hơn 2 tỷ view. Là tự nhiên nó xuống số âm. Nó vượt cái tự nó quay trở về số âm. Và lúc này phần mềm YouTube xuất hiện lỗi. Mà lỗi này thực chất cũng không phải là lỗi. Lỗi này không hẳn là lỗi. Mà lỗi này là do kiến trúc phần mềm, là do cái người thiết kế đó, cái người mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng để code phần mềm này á, là người ta không lường trước được là cái lượt view nó lớn đến cỡ đó. Cho nên người ta xếp 4 byte là quá đủ rồi. Người ta nghĩ là quá đủ rồi. Vậy tại thời điểm đó người ta đúng mà, đâu có sai. Giả sử như cái ông kỹ sư ông chọn lên 8 byte là 64 bit, thì cái ông giám đốc dự án ông kêu phí quá. Bởi vì từ 4 byte lên 8 byte phí lắm các bạn. Ví dụ nha, bây giờ chúng ta sẽ có một cái trái dừa đi. Các bạn thấy là miền Tây hay uống nước dừa đúng không? Các bạn lấy một cái ly khoảng cỡ bao nhiêu? 500ml là bạn đổ được hết trái dừa. Đúng không? Và bạn sản xuất ra cái ly để chứa cái nước dừa đó là 500ml được rồi. Một ngày đẹp trời, có một cây dừa rất là sung, nó ra một cái trái và đổ phải 1 lít mới đủ đổ được cây dừa đó. Và ông giám đốc ông kết luận rằng sản xuất một cái ly 1 lít để chứa nước dừa, và từ đó trở đi không có trái thứ hai. Cực kỳ phí. Thì đây là một minh chứng lượt view của YouTube. Bây giờ các bạn thử thống kê đi, có bao nhiêu cái video mà trên 2 tỷ view? Rất ít. Nhưng phải xài. Đó là một vấn đề cân não về dữ liệu. Cân não về dữ liệu. Có thể trước đây kỹ sư người ta cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mà bị bác chẳng hạn. Làm gì có cái video nào mà trên 2 tỷ mà xài đến 8 byte, lớn quá, phí lắm. Nhưng mà bây giờ phải chấp nhận phí. Bởi vì số lượng video mà có lượt xem trung bình thì khoảng cỡ vài chục ngàn, vài trăm ngàn. Đúng không? Và có những video thậm chí có 2 lượt xem. Đúng rồi. Có không? Chỉ có 2 lượt xem, thậm chí là không lượt xem. Nhưng khi bạn upload một cái video lên YouTube, chắc chắn nó dành 8 byte cho bạn rồi đó. Chắc chắn một điều như vậy. Được chưa? Cho nên là khi các bạn chọn kiểu, cái này là thầy dạy một môn, nhưng mà nó đi cho các bạn hết suốt cuộc đời lập trình của các bạn luôn. Tức là khi bạn chọn kiểu dữ liệu thì nên cân nhắc. Và cái cân nhắc này nó liên quan đến tester mà hồi nãy thầy nói nữa. Đôi khi mình làm đúng, nhưng mà nó sai ở tương lai. Cho nên đôi khi lúc này mình muốn chọn 8 byte cũng không được. Bởi vì giám đốc không chịu. Phần mềm mình nặng. Dữ liệu của bạn lớn, phần mềm nặng. Phải không? Mang cái ly 1 lít chứa một trái dừa, mà trái dừa lúc nào nó cũng ra khoảng cỡ 500ml thôi. Mà duy nhất có một trái đó nó được 1 lít. Mà phải làm thì nó hơi phí. Nhưng mà biết đâu sau này có một trái lên 1 lít nữa thì sao? Mà bây giờ mình không làm. Đấy, đó là kiểu dữ liệu ha. Thì khi nào mình chọn buy, khi nào chọn short, khi nào chọn in, khi nào chọn long là do nhu cầu. Vậy khi mà các bạn gõ một cái biến, thì các bạn đặt tên biến và các bạn chọn kiểu dữ liệu, thì các bạn phải suy nghĩ thử cái biến này đang muốn làm gì, chứa cái gì, nó lớn bao nhiêu, thì bạn chọn kiểu dữ liệu cho nó phù hợp. Được không? Rồi, mình chọn nó là kiểu in hay kiểu double hay kiểu string thì do nhu cầu mình chứa cái gì. Ví dụ, theo các bạn, số điện thoại dùng kiểu gì? Số điện thoại dùng kiểu gì?
Số điện thoại của các bạn số mấy? À, vậy là dùng kiểu gì? Bất kỳ kiểu số nào. Cái này là lớp mấy ta? Khi em đặt số 0 phía trước, không có ý nghĩa. Lớp mấy? 11. Học kỹ vậy? 11 mới học đến cái này sao? Không có đâu. Cấp 1 đã nói đến phần này rồi, ý nghĩa các con số rồi. Cho nên nếu như số điện thoại mình phải xài gì? Chuỗi. Không xài số được. Mặc dù mình nói số điện thoại có số đàng hoàng, nhưng mà xài chuỗi nha, không xài số. Như vậy đó là do nhu cầu. Nhu cầu của mình lưu cái số 0 phía trước, cho nên mình phải chọn kiểu chuỗi xuất phát từ nhu cầu, được chưa? Như vậy mình đã xong cái phần này. Tiếp theo, ví dụ như là kiểu phun lên, theo các bạn nó lưu được cái gì nào? À, đúng sai. Cái gì mình có thể dùng được kiểu phun lên để lưu được? Cụ thể. Ok, đậu, rớt, chính xác. Không có cái lưỡng lưỡng ở giữa đúng không? Rồi, còn gì nữa nào? Chắc không? Đấy là một vấn đề của lỗi đấy các bạn. Ví dụ phần mềm của các bạn trước đây chỉ có nam hoặc nữ, không nữ thì nam mà không nam thì nữ. Còn ngay tại thời điểm này đã có công nhận giới tính thứ ba thì full lên. Không, thực tế mà xã hội người ta đã công nhận rồi. Thì ra cái kiểu phun lên này không đáp ứng để lưu được giới tính nữa. Trước đây thì được, bây giờ không được. Thực tế luôn, các bạn đi làm phần mềm mà các bạn lấy phun lên để làm về giới tính, mà nếu mà ông leader của các bạn mà chấp nhận là không đúng rồi. Khách hàng mà chấp nhận luôn cũng không đúng luôn. Bởi vì luật người ta đã quy định rằng có 3 giới tính, mà anh làm chỉ có 2 giới tính là anh sai luật trước đã. Thiệt luôn. Ví dụ đến một lúc mà trong khai sinh của người ta, trong chứng minh của người ta ghi giới tính thứ 3, anh nhập vô, mà trong vòng 10 năm này chưa có ai xuất hiện hết, nhưng mà đến năm thứ 11 xuất hiện thì phần mềm của mình có vấn đề. Được chưa? Cho nên là nhu cầu về dữ liệu các bạn cần phải quan tâm chỗ này giúp thầy. Trước đây mình học nhập môn lập trình, có quan tâm đến cái này kỹ vậy không? Chưa đúng không? Rồi mình mới làm quen. Còn bây giờ mình đã quen rồi, mình tìm hiểu sâu tí xíu. Và từ nay trở đi là không ai nói cái này nữa nha. Cứ thế mà khai báo xài thôi. Chắc chắn luôn từ đây trở về sau các môn Java 2, Java 3, Java 4 và những cái môn khác không ai quan tâm đến chuyện này nữa. Coi như là biết rồi nha. Đó là về kiểu dữ liệu.